kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin cuối tuần của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Bản tin tuần này sẽ có những thông tin chính sau đây. Trải nghiệm hấp dẫn dịp lễ 30 tháng 4, lên núi Bà Đen nghe đờn ca tài tử. Nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi bơi. Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề trong nhà trường. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mùa hè đến là thời gian lý tưởng cho các hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ, đặc biệt là bơi lội. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các ca đuối nước, ngạt nước ở trẻ em tăng mạnh, kể cả trẻ được bơi lội trong bể bơi có nhân viên cứu hộ giám sát. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn và vệ sinh khi bơi cho trẻ là điều phụ huynh cần lưu ý. Hầu hết các sự cố về nước đều có thể tránh được nếu cha mẹ làm theo những lời khuyên dưới đây. 1. Chỉ định người theo dõi mỗi khi trẻ em ở trong hoặc gần nước. Người theo dõi nên biết bơi và hô hấp nhân tạo. Nếu bạn đảm nhận vai trò này, hãy nhớ luôn mang theo điện thoại trong trường hợp cần gọi trợ giúp. Nếu phát hiện trẻ bị mất tích, hãy kiểm tra bể bơi hoặc hồ nước trước. 2. Dạy con các kỹ năng sinh tồn dưới nước. Theo giới chuyên gia, đây là quy tắc quan trọng nhất và cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua các bài học bơi. Các bài học bơi dạy trẻ em phải làm gì nếu bị rơi xuống nước, cách bơi đến mép nước và cách thoát ra khỏi nước. Huấn luyện viên cũng sẽ dạy các kỹ thuật quan trọng như nổi trên lưng. Những người bơi lội trẻ tuổi hoặc chưa có kinh nghiệm nên mặc áo phao, cha mẹ phải luôn ở trong tầm với của trẻ em. 3. Tránh các dụng cụ bơi bơm hơi, ví dụ như áo phao. Những thứ này không giúp trẻ nổi lên mặt nước một cách an toàn, mặc dù chúng là những phụ kiện thú vị dành cho trẻ em, nhưng chúng không thể thay thế cho áo phao được phê chuẩn. Tốt nhất là bỏ qua phao tay khi ở trên thuyền hoặc bến tàu, thay vào đó hãy trang bị cho trẻ em áo phao và các bài học bơi cơ bản. Đặc biệt, hãy đảm bảo rằng mọi người trong gia đình hoặc nhóm bạn đi cùng đều biết bơi và tuân theo các quy tắc an toàn dưới nước cơ bản. Dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo sẽ được trình diễn tại đỉnh núi Bà Đen, đặc biệt là các tiết mục nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ và đờn ca tài tử được thể hiện bởi các nghệ nhân hàng đầu tại Tây Ninh. Dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, du khách tới Tây Ninh sẽ có dịp được nghe đờn ca tài tử trong một không gian đặc biệt. Liên hoan và triển lãm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ lần đầu tiên được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen. Diễn ra vào hai tối 29 đến 30 tháng 4, liên hoan và triển lãm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn đến từ các nghệ nhân tên tuổi tại vùng đất Tây Ninh với hai chủ đề Núi Bà Đen huyền thoại vào tối ngày 29 tháng 4 và Tây Ninh đất và người tối ngày 30 tháng 4. Xuyên suốt hai đêm trình diễn sẽ là nhiều màn hòa tấu, vọng cổ, nhạc Phật và trích đoạn cải lương nổi tiếng như tiếng trống Mê Linh hay đời Cố Liệu, đưa khán giả đắm chìm trong những làn điệu đờn ca đã làm nên di sản thế giới cho miền đất Nam Bộ. Không chỉ được hòa mình vào không gian trình diễn nghệ thuật đờn ca độc đáo, du khách đến núi Bà Đen dịp này còn được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề Tây Ninh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Cũng tại đây, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ qua chương trình giáo dục di sản văn hóa với chủ đề Hành trình di sản và nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Ngoài những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, khung cảnh hùng vĩ và nền thơ với cả một rừng hoa cẩm tú cầu phủ khắp ngọn núi và đặc biệt khí hậu mát mẻ với nhiệt độ thấp hơn thành phố đến 10 độ C cũng đang đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến lý tưởng hàng đầu cho khu vực Nam Bộ trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Mùa hè đã đến, đây là thời điểm mà những con sứa trong veo, mềm mại, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rất đẹp mắt. Sứa được ngư dân đánh bắt thường rất to và được chế biến thành nhiều món ăn thanh mát, giải nhiệt vào ngày hè cho thực khách. Những ngày này, tại cửa biển Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, đang vào mùa đánh bắt sứa. Khi trời còn tối mịt, những con tàu, thuyền đã nối đuôi nhau rời bến. Mỗi chuyến ra khơi đánh bắt sứa thường chỉ kéo dài trong ngày. Mùa sứa tại biển Hoàng Trường chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tháng trong năm. Vào chính vụ, ngoài sản lượng lớn, sứa thường to và béo múp, có con nặng tới 20kg. Sứa sau khi đánh bắt sẽ được các đại lý thu mua tận bến. Tại xưởng, những con sứa tươi ngon sẽ được sơ chế cẩn thận thành vàng trắng. Đặc biệt, sơ chế sứa tươi cũng phân thành nhiều công đoạn. Sau khi loại bỏ nhớt, phần thân sứa sẽ được cho vào máy cắt thành những miếng nhỏ cỡ đốt tay. Riêng phần chân sứa sẽ được làm thủ công theo đúng quy cách. Sau khi sơ chế xong, sứa sẽ được ngâm muối khoảng 1 tuần cho đến khi nước trong hết sạch mùi là chín. Nộm sứa là món dễ bắt gặp ở hầu hết bữa cơm gia đình sống gần biển trong khoảng thời gian mùa sứa biển về. Nộm sứa là món ăn ngon không chỉ hấp dẫn bởi vị giòn sần sật của từng miếng sứa hòa quyện với gia vị, tạo nên cảm giác khó quên ngay từ lúc thưởng thức miếng đầu tiên,
mà nộm sứa còn giúp bạn cảm thấy đỡ ngán khi ăn quá nhiều món thịt cá. Bên cạnh cái giòn đặc trưng của sứa, mang đậm hương vị của biển, kết hợp thêm vị chua chua của xoài xanh, ngọt của nước trộn khiến nhiều người bị mê hoặc. Bên cạnh món nộm sứa, rất nhiều các món ăn hấp dẫn khác cũng được chế biến như bún sứa hay lẩu sứa. Trong đợt tập huấn trước thềm SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Jouzé đã chọn ra 6 cái tên với profile không phải dạng vừa để cạnh tranh với nhau cho suất đá chính, linh sướng hàng tiền đạo U22 Việt Nam ở kỳ đại hội sắp tới. Cái tên đầu tiên được nhắc đến đó chính là Nguyễn Quốc Việt. Nguyễn Quốc Việt năm nay 20 tuổi, anh đến từ Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1m72, chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Anh được mệnh danh là vua giải trẻ vì đã 3 lần giành giải vua phá lưới khi tham dự U19 quốc gia, các năm 2019, 2020, 2021. Ở mùa giải 2023, Quốc Việt được đôn lên chơi ở đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai và đã để lại dấu ấn với bàn thắng siêu phẩm vào ngày 6 tháng 4 vừa qua. Ở cấp độ đội tuyển, Quốc Việt từng giành vua phá lưới khi tham dự U19 Đông Nam Á 2022 cùng U19 Việt Nam. Cùng năm 2022, anh lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia cùng U23 Việt Nam. Quốc Việt là cái tên sáng giá trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới. Cái tên thứ hai đó chính là Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Văn Trường sinh năm 2003, cao 1m82, là tiền đạo cánh của câu lạc bộ Hà Nội. Mùa giải 2023, anh được đôn lên ở đội 1 Hà Nội FC thi đấu ở V-League và được kế thừa số áo 19 và vị trí của ngôi sao Quang Hải để lại ở đội bóng thủ đô. Văn Trường từng khoác áo U19 Việt Nam thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2022, là thành viên của U23 Việt Nam chinh chiến tại U23 châu Á 2022 và cùng U20 Việt Nam tham dự U20 châu Á 2023. Nguyễn Văn Tùng là cái tên thứ ba được nhắc đến, là cầu thủ khá quen mặt với khán giả yêu bóng đá Việt Nam ở các cấp độ trẻ. Tiền đạo này sinh năm 2001, cao 1m80, đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Văn Tùng từng tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 cùng U19 Việt Nam, cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, vô địch SEA Games 31 tại Việt Nam và thi đấu tại giải U23 châu Á 2022. 4 là Nguyễn Thanh Nhàn. Nguyễn Thanh Nhàn cao 1m73, sinh năm 2003, thuộc biên chế câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Anh được gọi là người không phổi ở U22 Việt Nam bởi sức bền và sự năng nổ trên sân thi đấu. Huấn luyện viên Minh Đức từng ví những pha dốc bóng rồi cắm đầu chạy bỏ xa đối thủ của Thanh Nhàn giống hệt Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam. Thanh Nhàn có kỹ thuật tốt, chơi hai chân đều tốt, là cầu thủ có tư duy chiến thuật. Thanh Nhàn từng cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2023. Cái tên thứ năm đó chính là Phạm Đình Duy. Năm 2022, Đình Duy từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù trước đó anh chưa từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Cầu thủ trẻ sinh năm 2002, cao 1m74, từng gây ấn tượng với tình huống vượt mặt hai tuyển thủ Việt Nam Thành Trung, Việt Anh để ghi bàn vào lưới Hà Nội FC trong trận Đà Nẵng với Hà Nội vào tháng 4 năm 2022. Cái tên cuối cùng đó chính là Bùi Vĩ Hào, sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m80, là đàn em của Nguyễn Tiến Linh tại câu lạc bộ Bình Dương. Trong dàn tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại, Vĩ Hào là một trong những người có nhiều cơ hội thi đấu, cọ sát tại V-League hơn cả. Vĩ Hào từng cùng U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Anh cũng có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự Doha Cup hồi tháng 3 vừa qua tại Qatar. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Bùi Vĩ Hào thể hiện quyết tâm giành suất cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 và còn đặt mục tiêu mỗi trận ghi một bàn thắng. Thưa quý vị, trong tuần qua, cộng đồng mạng xôn xao vì vụ việc nữ học sinh tại Nghệ An tự tử. Những đoạn tin nhắn cuối cùng giữa cô và mẹ khiến nhiều người xúc động. Giữa lúc tuổi trẻ đẹp nhất, cô gái đã chọn cách kết thúc cuộc đời do nghi bị bạo lực học đường. Từ đó một lần nữa vấn đề ứng phó với bạo lực học đường và khủng hoảng tâm lý vị thành niên tiếp tục nóng lên. Dù đã có nhiều giải pháp, song tình trạng này vẫn tiếp diễn để lại những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về sức khỏe, tinh thần, thậm chí là cả tính mạng của học sinh. Điều này đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi, bạo lực học đường có chỉ là vấn đề trong nhà trường hay không? Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bạo lực học đường, mức độ các vụ việc ngày càng thể hiện tính côn đồ và đáng báo động. Có thể thấy môi trường giáo dục đang bị những phần tử xấu gây mất an ninh, trật tự bị ô nhiễm nặng bởi tính côn đồ. Đỉnh điểm là vụ nữ sinh tại trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh Nghệ An tự tử vào ngày 15 tháng 4 nghi do bị bạo lực học đường. Người thân của nữ sinh cho biết cháu bị các bạn đánh và đả đạo tâm lý. Cháu có nói với mẹ là sợ đi học, sợ phải đến trường. Mẹ của nữ sinh đã đến trường để gặp cô giáo chủ nhiệm nhờ xin chuyển lớp cho con.
Nhà trường nói rằng sẽ tìm hiểu sự việc để có biện pháp xử lý. Nhưng chưa có biện pháp xử lý phù hợp thì nữ sinh 17 tuổi đã ra đi trong sự đau đớn của gia đình và toàn xã hội. Trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhiều học sinh không thể kiềm chế được bản thân đã tổ chức đánh nhau một cách dã man. Như vụ đánh nhau xảy ra tại trường trung học cơ sở Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vào tháng 12 năm 2022. Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, sau đó kéo xuống ruộng nhấn xuống bùn, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt trước sự thờ ơ của nhiều bạn bè. Về vấn đề bạo lực trong trường học, thầy Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là điều đáng buồn của ngành giáo dục, mặc dù các cấp đều có những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và lưu ý về việc không thể để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian gần đây trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ bạo lực với nhiều hình thức khác nhau. Đối với học sinh, bạo lực học đường xảy ra thường xuất phát từ những nguyên nhân không có vấn đề gì lớn, nếu bình tĩnh, sáng suốt có thể giải quyết được, hoặc nếu người lớn kịp thời quan tâm theo dõi, thấy có những biểu hiện khác thường có thể gặp gỡ và động viên các cháu. Các mâu thuẫn chủ yếu từ việc nói xấu nhau trên mạng xã hội, cùng có tình cảm với một nhân vật nào đó rồi tranh giành nhau, có thể có những cử chỉ, lời nói thiếu cân nhắc đối với bạn mình, làm cho bạn mình phiền lòng và từ đó dẫn đến xung đột và đánh nhau. Đặc biệt, đây không chỉ là vấn đề được gói gọn trong nhà trường, gia đình phải có sự quan tâm nhiều hơn đối với con em của mình. Vì hiện nay, nhiều gia đình lo làm ăn, kiếm sống, chỉ chu cấp mọi thứ cho con khi có yêu cầu, nhưng chưa hiểu con, chưa gần gũi con để có thể nắm bắt được những tâm tư, tình cảm và có sự giáo dục thích hợp, ngăn ngừa những sự việc bạo lực có thể xảy ra. Nhiều người đổ lỗi cho môi trường xã hội, nhưng trong cùng một địa bàn cũng có nhiều em rất ngoan, có những em chưa ngoan. Đúng là môi trường có tác động nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn ở xã hội mà nền tảng chính vẫn là gia đình và nhà trường. Còn đối với nhà trường, thầy cô cần phải thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện những thay đổi tiêu cực, mâu thuẫn phát sinh để giải hòa, ngăn ngừa phát sinh các hành vi tiêu cực, bạo lực. Bạo lực học đường có thể bắt đầu từ những mâu thuẫn trên mạng đến đánh nhau ngoài đời, có thể xuất phát từ những ánh nhìn, xích mích nhỏ, nhưng những hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là những hồi chuông cảnh báo để ngành giáo dục và toàn xã hội sớm vào cuộc, có giải pháp để ngăn chặn vấn lực bạo lực học đường, để bảo vệ những nạn nhân yếu thế, để không còn những câu chuyện đau lòng có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối tuần của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!